Bán đá, mua vàng. Trời ơi, sao tôi lại khốn khổ thế này? Sống thế này thì chết quách cho xong. Trời ơi, kìa anh bạn, sao sức dài vai rộng lại cam chịu ngồi xin xỏ, khóc lóc nơi đầu đường xó chợ thế này? Dạ, số tôi hẩm hiu quá cụ ơi. Tôi không có nơi nương tựa, không có ruộng đất để trồng trọt, cũng chẳng có tiền để buôn bán. Tôi thấy mình chẳng có chút giá trị nào cả. Ơ kìa, hoàn cảnh tôi đáng thương như vậy, cụ không cảm thương thì thôi, sao lại cười nhạo tôi? Thế à, thế mà tôi lại thấy anh có tương lai rất tốt đẹp cơ đấy. Tốt đẹp cơ ạ? Tôi nghèo hèn thế này thì làm cách nào mà có tương lai tốt đẹp được hả cụ? Anh hãy nhặt hòn đá cuội cạnh chân anh, sáng mai đem ra chợ bán. Nhưng phải nhớ rằng, dù người ta trả bao nhiêu tiền, cũng đừng bán nhé. Mang nó quay lại, rồi ta sẽ bày cách thêm cho. Đây chỉ là một hòn đá cuội bình thường. Ai lại mua nó làm gì kia chứ? 3 ngày sau. Tôi muốn mua hòn đá này, 1 đồng anh bán không? Trời, hòn đá vô tri này mà cũng có người mua 1 đồng ư? Nhưng phải nhớ rằng, dù người ta trả bao nhiêu tiền, cũng đừng bán nhé. Mang nó quay lại, rồi ta sẽ bày cách thêm cho. Không, tôi không bán. Tôi giả 5 đồng, anh bán cho tôi nhé. Không, rất tiếc, tôi cũng không thể bán. Cụ ơi, thật không ngờ hòn đá cuội này lại có người mua cụ ạ. Tôi nên làm gì bây giờ hả cụ? Ngày mai, anh hãy tới chợ vàng bạc mà bán. Hãy nhớ, dù người ta có trả giá bao nhiêu, cũng không bán nhé. Ba ngày sau, tôi trả 20 đồng, anh bán không? 20 đồng, hòn đá trông thế kia cơ mà. Tôi trả 100 đồng. Tôi trả 200 đồng. Trời, 200 đồng, cả một gia tài. Hòn đá này chắc phải quý hiếm lắm đây. Trả giá đắt hơn cả vàng, mà anh ta vẫn không bán. Lạ thật. Giờ anh hãy mang tới chợ châu báu để bán. Và nhớ là dù người khác bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không được bán nhé. Tôi trả 500 đồng. Tôi trả 1.000 đồng vàng. Tôi trả 10.000 đồng vàng. Thưa cụ, tôi không hiểu tại sao một hòn đá cuội tầm thường lại được người ta coi là châu báu hiếm có mà trả giá cao đến vậy ạ. Mọi sự việc trong đời, với con người cũng như đồ vật, nếu cho rằng mình là hòn đá xấu xí thì vĩnh viễn chỉ là một hòn đá xấu xí. Nếu tin chắc mình là một hòn đá vô giá thì mình sẽ là đá quý vô giá, anh bạn ạ. Sứ giả thần chết. Ngày xưa ngày xưa, thuở mới khai thiên lập địa, các vị thần trong thiên giới mới được bổ nhiệm chức sắc.
Dừng lại ngay! Hừ, tên nhãi nhép mà cũng đòi ra lệnh sao? Ta chỉ cần dùng hai ngón tay kẹp chặt ngươi vào giữa là ngươi đủ chết bẹp rồi. Ngươi là ai mà dám to gan cản đường đi của ta hả? Ta là thần chết, chẳng một ai có thể cưỡng lại ta. Ngươi cũng vậy thôi, đã đến thời khắc của ngươi rồi. Hãy lắng nghe ta ra lệnh đi. Đừng có hòng ra lệnh cho ta. Đừng có mà ngoan cố chống lại ta. Ngươi có sức mạnh thế nào cũng không chống lại được thần chết đâu. Để xem thần chết như ngươi thì có được miễn tử không? Ngươi không được làm thế. À! Giờ thì mình đã hiểu vì sao thần vũ trụ lại nói sứ mệnh của mình sẽ phải đối diện với nhiều phản kháng nhất, đáng sợ nhất. Nước, nước, không có nước, mình sẽ không thể nào gượng dậy được. Mọi việc sẽ ra sao nếu mình cứ nằm ở đây? Sẽ chẳng có ai chết nữa. Trên trần gian sẽ chật ních những người là người. Người sẽ đông đúc đến mức không còn chỗ mà đứng. Mới sáng sớm mà đã nắng như thiêu như đốt thế này. Trời ơi, thật là tội nghiệp, anh ta bị bỏng nặng quá. Anh mau uống nước đi đã, miệng khát khô cả lại thế này rồi. Anh không phải là người bình thường. Anh bạn có đoán được ta là ai không? Không, anh lạ lắm, tôi không biết. Ta là thần chết đây. Trời, tôi có nghe nói, không ngờ lại gặp anh sớm thế, cuộc sống của tôi phải chấm dứt rồi ư? Lần này không phải ta đến gặp anh, mà anh đã cứu ta. Hỡi chàng trai tốt bụng, giá mà ta có thể quên anh để không gặp lại nữa nhỉ? Nhưng tiếc là ta không được phép quên. Đối với anh bạn cũng như vậy, không có ngoại lệ. Nhưng để tỏ lòng cảm ơn anh đã giúp ta, ta sẽ cho anh một đặc ân. Ta hứa sẽ không đến bất chợt kéo anh đi, mà sẽ cử sứ giả tới báo trước, rồi ta mới tới. Biết trước được thần chết lúc nào sẽ tới thì còn gì bằng. Đó là diễm phúc lớn cho tôi rồi. Trải qua bao mùa hạn, bao mùa mưa lũ, cả những mùa màng bội thu, tuổi thanh xuân của chàng trai rồi cũng qua đi. Tuổi già của anh ập tới cùng với bệnh tật, đau ốm. Ngày ấy gặp thần chết mà vẫn ung dung, còn bây giờ, thậm chí là biết sẽ được gặp sư giả thần chết trước, nhưng sao mình vẫn thấy sợ. Mình không muốn rời xa ngôi nhà này, rời xa người thân. Không, mình không muốn gặp sư giả nào hết. Chỉ cần không gặp hắn là mình sẽ không phải gặp thần chết. Ông nội ơi, ông ra ngoài chơi với tụi cháu đi ạ. À. Ông gấp thuyền giấy cho tụi cháu đi thả sông ông nhé. Ông không ra đâu, lát nữa mấy đứa vào đây đi. Ông các cháu có nhà không? Dạ, ông cháu ở trong nhà, nhưng hình như ông mệt nên không muốn gặp ai bà ơi. Dạo này ông cứ như là sợ gặp ai ấy. Lúc nào ông cũng ở tiệc trong phòng đóng cửa. Thần chết. Ừ, ông. Giờ hãy đi theo ta. Giờ vĩnh biệt trần gian của ông đã điểm. Không thể nào. Người định thất hứa hay sao? Năm đó chính người có hứa với tôi. Trước tiên, người cho sư giả tới báo khi nào người tới gọi tôi đi. Nhưng tôi chưa thấy sư giả nào tới báo cả. Lặng im nghe ta nói này, ta đã liên tiếp cho sư giả tới. Ông đã bị những cơn sốt, những cơn ho hành hạ, mất ăn, mất ngủ, người gầy rộc đi từng ngày. Rồi những cơn choáng váng trong đầu, những cơn đau khắp mình mẩy. Tất cả những cái đó chính là sư giả của ta. Thì ra, đó chính là sư giả của người. Ta ban cho ông đặc ân biết trước khi nào ta sẽ tới. Mà xem ra, chính điều đó lại làm khổ ông. Những ngày tháng cuối ở nhân gian của ông lại khốn khổ, bất an. Tôi... Hỡi người nông dân chất phác năm nào, người ân nhân của ta, giờ để ông theo ta. Ta biết ông sẽ không cam lòng. Ta sẽ cho ông một đặc ân nữa.
lần này ta chưa đưa ông đi. Quy luật sinh tử không ai tránh khỏi. Ông hãy bình tĩnh đón nhận, thanh thản tận hưởng cuộc sống chừng nào còn ở trên nhân gian. Cảm ơn đặc ân của người. Bấy lâu nay mình vì sợ sư giả của thần chết, sợ thần chết tới, bao nhiêu nỗi sợ đã khiến mình bỏ lỡ những niềm vui cuộc sống, niềm hạnh phúc bên người thân. Ông nội gấp thuyền đẹp quá, ông đi thả thuyền với chúng cháu ăn nhé. Tất nhiên rồi, ông cháu mình sẽ cùng đi. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên không ai có thể cưỡng lại được. Quan trọng là chúng ta hãy sống hết mình và sống ý nghĩa. Giàng thiên lý. Đúng là rõ chán, giá cả dạo này lại lên rồi chị ạ. Đúng đấy chị ạ, lúc trước em chẳng ngại gì mua bánh, mua khoai để ăn bữa chiều. Mà giờ em thấy ngại quá, chẳng dám mua nữa. Giá cả mà cứ đội lên thế này, chắc mấy hôm nữa tôi với chị mua mỗi mì tôm về ăn thôi. Đúng đấy chị ạ. Trời, mấy người này đã suốt ngày than phiền chuyện này chuyện nọ. Không có chuyện gì là họ không dòm ngó, bới ra để nói cả. Lại còn chi tiêu tằn tiện nữa chứ. Có bữa ăn mà cũng không làm cho nó chỉnh chu. Dạo này người dân quanh đây toàn cho những người dân lao động nghèo làm công đến ở trọ. Suốt ngày thấy họ nói toàn mấy chuyện không đâu. Mình chỉ cần khuây khỏa với cây nhà lá vườn như thế này cho thoải mái là được rồi. Hơi đâu mà để ý những chuyện linh tinh. Tháng này mãi mà ông chủ chưa phát lương, thế thì làm sao đây? Tôi thì đang cần tiền để mua cái quạt điện mới. Nè cậu nhìn xem, nhà ông Nông có vẻ khấm khá nhất khu này đấy. Nhìn giàn thiên lý của nhà ông ấy mà xem, đúng là kính cổng cao tường. Chà chà, đúng là giàn hoa xum xuê thật. Dùng mà nấu canh sườn thì ngon phải biết, cậu nhỉ? Tự dưng nhắc lại thấy thèm. Ừ, đúng đấy. Thôi mau đi nhanh thôi, biết đâu hôm nay ông chủ có thể trả công cho chúng ta. Nếu được thế thì hay quá. Đúng là mấy người lắm chuyện. Bác Nông ơi. Cô Hoa, có việc gì thế? Bác ơi, con cháu hơi cảm, mà cháu có việc gấp phải đến công ty làm nốt một số việc. Trong xóm lại chẳng còn ai cả. Bác có thể trông con bé giúp cháu một lát được không ạ? Cháu sẽ làm nhanh rồi về thôi ạ. Thật là mấy người này không chỉ lắm chuyện mà còn gây phiền phức cho người khác nữa. Con bé bị ho có một tí mà. Cô Hoa này, không phải tôi không muốn giúp cô đâu, nhưng tôi không biết trông trẻ con đâu. Với lại con ốm thì không ai chăm con hơn mẹ đâu. Hay cô cứ mang nó đến chỗ làm, để nó ngồi một chỗ trong khi cô làm việc là được. Dạ, vâng. Thật là mình ở trong nhà mà cũng không được yên thân. May mà mình không nhận lời với cô Hoa, không thì lại mất công. Giờ phải ở nhà trông đứa bé rồi. Đi chợ sớm thế này, nhìn thức ăn tươi ngon quá. Ôi, trời đất, bác có sao không? Bác ở trong ngõ kia phải không ạ? Tại sao chợ có đông người đi qua lại mà cậu lại phóng nhanh như thế, làm ngã cả ông kia? Đây là ông lão hàng xóm gần nhà tôi. Cậu phải xem thế nào chứ, không thì tôi không để yên cho cậu đâu. Đúng thế. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi bác. Bác có sao không ạ? May tôi chỉ bị ngã nhẹ thôi. Cháu thấy bác bị say xước rồi đây này. Cháu xin lỗi bác, là tại cháu. Bác để cháu đưa đến trạm xá nhé. Cậu nói thế mới đúng. Mau đưa bác ấy đi sơ cứu đi. Người già sức khỏe không như cậu đâu, nhiễm trùng dễ sưng hoặc sốt lắm. Vâng. Cảm ơn cô nha. Có gì đâu bác, chúng ta chỉ giúp đỡ nhau những lúc khó khăn thôi mà.
nhà tôi đây rồi. Cảm ơn cậu nhé. Ấy, cháu ngại quá à. Tại cháu mà bác mới bị thương mà. Cũng một phần tại tôi đi đứng không cẩn thận mà. Thôi bác không sao là tốt rồi. Mà mấy bác bán hàng ở chợ ấy tuy ngày thường hay lắm điều và ồn ào, phiền phức, nhưng mà các bác ấy đều là những người tốt, sống rất tình nghĩa bác nhỉ. Ừ, đúng thế. Hàng ngày đi qua nhà mình toàn nói chuyện lung tung, mình khó chịu nên đâm ra ghét họ. Nhưng họ quả là những người tốt bụng, mình ích kỷ quá. Thôi, cháu về đây, chào bác nhé. Ừ, cậu về nhé. Cô Hoa nè. Cháu bé thế nào rồi? Tôi chỉ sợ không trông được cháu, nó khóc thì khổ. Dạ, cảm ơn bác đã hỏi thăm. Con cháu đỡ nhiều rồi ạ. Mà cháu vừa nghe nói bác bị xe máy làm ngã phải không ạ? Bác có sao không? Ồ, cảm ơn cô, tôi không sao. Nè cô Hoa, nhà tôi có vàng thiên lý đang rổ bông nhiều lắm. Để tôi hái lấy một ít, cô mang về nấu canh cho cháu bé nha. Cái món này ăn mát và bổ lắm. Ôi, thật ạ, cháu cảm ơn bác. Chiếc máy ảnh của ba. Có sập ảnh đó mà ngày nào tôi cũng thấy ông lôi ra ngắm vậy. Này bà, đây là ảnh hồi bà với tôi làm đám cưới. Cái ảnh quý giá thế này cơ mà. Ảnh con Vân được 1 tuổi. Ảnh con ở trường. Bà xem, nếu mà không chụp á, thì lấy gì mà xem lại như bây giờ. Tôi mà có máy ảnh, biết chụp ảnh y, tôi còn chụp nhiều hơn ấy chứ. Ừ, tôi thấy bây giờ chúng nó hiện đại lắm. Có cái điện thoại mà đâu nghe, gọi, nhắn tin, rồi lại còn chụp ảnh được nữa. Có như cái thời tôi với ông đâu. Alo, ba ạ. Vâng, ba gọi con đúng lúc thế. Con đang định gọi cho ba để xin phép ba cho cô Mũm về chơi với ông bà vài ngày. Cháu được nghỉ hè rồi ạ. Vâng, để con nói với chồng con. Mai một mình em đưa con về với ông thôi. Anh cứ đi làm đi ạ. Bao giờ về đón con thì cả hai cùng về. Ê cha, anh xem này. Cái máy ảnh kỹ thuật số ngày trước anh tặng em này. Ôi trời, để móc cả ra rồi. Ngày xưa có cái máy ảnh này là oách lắm. Giờ có cái điện thoại smartphone, bỗng dưng nhìn cái máy ảnh này thấy nó lạc hậu hẳn. Ừ, mấy cái đồ điện tử để lâu không dùng cũng hỏng. À, mình đem cho ông ngoại cái máy ảnh này nhé. Ông thích chụp ảnh lắm. Ừ, được đó. Giờ ông cũng nhàn rỗi, có cái máy ảnh để ông chơi cho đỡ buồn. Ngoại ơi, mẹ ơi, con sang nhà bạn Dần chơi nhé. Cái thằng vừa đến nhà ngoại đã tốt đi chơi rồi. Ừ, nó cũng quen rồi mà. Ba, con có cái máy ảnh kỹ thuật số, cũng không được mới lắm. Ba không chê thì lấy dùng ạ. Ồ, ba cảm ơn nha. Đúng thứ ba thích. Con không biết chứ à, ba từng ao ước có một chiếc máy ảnh như thế này đấy. Ba, vậy để con hướng dẫn ba sử dụng cái máy ảnh này nha. Ông làm cái gì vậy? Tôi ghi lại những hình ảnh đẹp nhất về bà. Bà xem này, trông bà đẹp không? Ông bao tuổi rồi mà như trẻ con vậy. Tôi cố gắng gìn giữ những hình ảnh này. Sau này con cháu còn có cái ngắm lại. Biết đâu đến lúc cả tôi và bà có lú lẫn do tuổi già thì cũng có cái để nhắc ta nhớ lại phải không? Thôi, bà nấu cơm tiếp đi. Tôi đi chụp ảnh nữa đây. Đúng là có cái máy ảnh, ông ấy cũng vui hẳn lên.
Bà nói xem nè, cái máy này không chỉ chụp ảnh được thôi đâu nha, nó còn quay được cả phim nữa nè. Cái này đúng là hiện đại thật. Ngày xưa chụp ảnh thôi cũng đâu có dễ dàng như thế. Mai tôi quay cho bà xem. Alo, bố à, sao? Cái máy ảnh đấy ạ? Bố nhìn lại xem nó ghi thế nào trên màn hình, để con biết bệnh của nó chứ. Nó ghi cái gì mà tuôn hay phun gì gì ấy. À, phun, chắc thẻ nhớ đầy đó ba. Chắc ba chụp nhiều quá nên hết dung lượng thẻ nhớ. Ba để con gửi phát nhanh cho ba một cái thẻ nhớ. Cô Mũm biết thay đó ba. Có gì cháu nó thay cái thẻ khác cho ba nha. Dạ vâng. Vân ơi, thằng Mũm nó gây chuyện rồi, con mau về. Có chuyện gì vậy bố? Thằng Mũm nhà con nó làm sao? Trời ơi, chắc tín hiệu có vấn đề rồi. Thằng Mũm nó làm hỏng cái máy ảnh của ba rồi. Trời, có vậy mà ba làm con giật cả mình. Cái máy ảnh đó cũng lỗi thời rồi, hỏng đi thì bỏ thôi ba ạ. Nhưng trong cái máy ảnh này, ba chụp được nhiều ảnh lắm. Mất hết ảnh, ba tiếc. Tại thằng Mấm đâu? Để ông cho nó một trận. Kìa ba, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ba đừng mắng cháu. Để con mang cái máy ảnh này lên trên thành phố sửa giúp ba nha. Nhanh lên nha. Alo, ba à? Con ơi, con đã sửa cái máy ảnh giùm ba chưa? Sao lâu vậy? Dạ ba. Dạ, để con hỏi phía bảo hành xem như thế nào nha ba. Có gì con gọi lại cho ba sớm ạ. Có chuyện gì về em? Em quên mất anh à. Cái máy ảnh ba nhờ em sửa mà mãi em bận quá, chưa đem đi sửa được. Cũng tại em thấy nó cũng không quan trọng lắm. Sao em không bảo anh? Biết ba thích mà lại để ba ngóng vậy. Em thật là... Em rút thẻ nhớ ra đi, đưa luôn cho anh nha. Mai anh mang đi sửa cho ba. Nào, xem ba chụp được gì mà quý cái máy ảnh quá. Ba chụp cũng đẹp ha. Chào các con. Ba và mẹ. Bà nó ơi, tôi bật quay rồi nè. Bà vào nhanh lên, nhanh lên nào. Đây đây, tôi đang bận cho gà ăn, ông cứ giục cuốn lên nhỉ. Những hình ảnh này, ba muốn ghi lại cho các con, để các con lưu giữ làm kỷ niệm. Nếu sau này, ba mẹ có mất đi, thì các con cũng có cái để nhớ đến ba mẹ nhiều hơn. Bà nói gì đi, tôi chả biết nói gì nữa. Ông vẽ chuyện, thì bà cứ nói gì đi. Tôi chỉ biết nói với các con, ba mẹ yêu các con nhiều. Ba, mẹ. Anh không phải sửa cái máy ảnh đó đâu ạ. Để em mua cho ba cái máy ảnh mới, chất lượng tốt hơn. Em không muốn mình bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh nào ba ghi lại. Vị thần trầm tĩnh. Từ xa xưa, khi trái đất vẫn còn chưa xuất hiện loài người, các vị thần trên thiên giới muốn bầu chọn vị thần có quyền lực làm chúa tể các vị thần. Thưa toàn thể các vị, hiện giờ thế giới của các vị thần đã trải dài khắp vũ trụ. Chúng ta cần một vị thần thủ lĩnh quyền lực nhất, có khả năng tối cao trong vũ trụ và có nhiệm vụ dẫn dắt toàn thể các vị thần trong công cuộc xây dựng trái đất này. Phải đấy, đã đến lúc chúng ta cần phải có người đứng đầu chỉ hướng. Không thể để ai tự do làm việc mình thích thì thế giới sẽ chìm đắm trong hỗn loạn. Vậy thì thi tài đi, ai có quyền lực nhất, người đó sẽ là người đứng đầu. Nếu vậy chúng ta cần phải cử ra một vị trọng tài. Hãy để thần tuổi già làm trọng tài, ông ấy có khả năng phán đoán, đặc biệt là rất ngay chính,
cũng lại là người cao tuổi nhất nữa. Phải rồi, hãy để thần tuổi già làm người cầm cân nảy mực. Nếu các vị đã tín nhiệm, vậy tôi xin đứng ra làm trọng tài. Tất cả các quyết định của tôi phải được tôn trọng. Các vị hãy chứng tỏ được sức mạnh của mình. Xin mời vị thần đầu tiên. Các ngài hãy xem rõ sức mạnh của tôi đi. Sức mạnh của thần sấm sét quả thật khủng khiếp quá. Còn ai dám đọ sức với ta, xin mời bước ra. Quyền năng của tôi còn ghê gớm hơn. Hãy xem dưới kia, những cánh đồng mênh mông lặng lẽ, những mặt biển lặng im. Xin ngài dừng lại, ngọn sóng sắp dâng đến đây rồi. Còn vị thần nào muốn so tài, xin mời bước lên đi. Khoan đã, xin ngài chờ một chút. Xin hỏi hôm nay ngài không được khỏe phải không? Tôi thấy ngài ngồi im suốt cả cuộc thi tài. Không, tôi thấy cả và tôi nghe cả. Tại sao ngài không động lòng? Sấm nổ, nước dâng, bão tố động trời, không làm tim ngài chấn động lên sao? Ngài nhầm rồi. Quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng nghe thấy những tiếng động khủng khiếp đó. Nhưng sao gương mặt của ngài không biểu lộ cảm xúc gì? Tôi là trầm tĩnh, tôi là người đã biết làm chủ cảm giác của tôi rồi. Còn các ngài chỉ làm nô lệ cho nó, vì chính các ngài không thể chế ngự nó. Có ích gì khi đi lo áp chế những sự vật quanh mình bằng sức mạnh tàn phá và tàn bạo? Còn gì nói đến uy lực nữa đây? Nói đúng quá, có lý quá. Quyền bá chủ thuộc về vị thần này. Trầm tĩnh, sức mạnh nằm ở nơi trầm tĩnh của ngài, hơn cả sự điều khiển vạn vật. Vị thần này biết chế ngự tình cảm và dục vọng của mình. Ngài ấy đã không phô trương những thứ vô ích như thế. Bất kỳ những ám thị và dẫn dụ nào cũng không làm nao núng tâm hồn. Đó tất chỉ là lý lẽ của những kẻ không có sức mạnh. Hãy đứng ra thi đấu một trận công bằng. Là nữ thần âm nhạc. Sức mạnh không phải ở nơi phô trương sự bạo tàn, vì nó chỉ phá hoại mà không tạo lập. Sức mạnh ở chỗ khuất phục được cái tâm của người khác, chứ không phải vì khiếp sợ mà khuất phục. Vị thần trầm tĩnh đó nói đúng, nhưng mà trầm tĩnh không đủ là một sức mạnh để làm vị thần chúa tể tạo ra quyền lực để ngự trị thiên hạ. Chế ngự tình cảm, dục vọng chỉ là một yếu tố trong bản thân con người. Làm chủ bản thân là một điều tốt, nhưng có những điều vẫn phải phủ nhận và thán phục. Đúng vậy, chỉ đạo bản thân đi theo hướng của mình, chứ không phải ngự trị nó để phủ nhận. Nếu không sẽ trở thành một con người vô hồn, không biết cảm nhận gì. Tiếng nhạc kia đôi khi cũng là sức mạnh vô hồn. Nó có thể cảm hóa cảm thù. Một tiếng nhạc tiêu dao cũng đủ làm cho những cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời. Có phải thế không? Nữ thần âm nhạc xứng đáng là người dẫn dắt tâm hồn chúng ta tới những giá trị chân thiện mỹ và làm hoàn thiện nhân cách của chúng ta hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!